Ngày 18 tháng 8, Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã hoàn tất cáo trạng, chuyển hồ sơ sang Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh truy tố bị can Nguyễn Phương Hằng, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam tỉnh Bình Dương và 4 đồng phạm tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Trước đó, ngày 31 tháng 5, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã trả hồ sơ cho Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị điều tra bổ sung 3 nội dung. Trong đó đáng chú ý là hai yêu cầu: làm rõ hành vi của ông Huỳnh Uy Dũng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đại Nam, có đồng phạm với Nguyễn Phương Hằng hay không khi có những lần ông Dũng cùng tham gia các buổi livestream ở Công ty Đại Nam ở nhà, và đề nghị làm rõ hành vi có dấu hiệu làm nhục, vu khống người khác theo Điều 155-156 Bộ Luật Hình sự. Quá trình điều tra bổ sung, Công an Thành phố Hồ Chí Minh giữ nguyên quan điểm đối với vụ án. Công an xác định hành vi của ông Huỳnh Uy Dũng chưa đủ cơ sở cấu thành tội phạm. Đồng thời, Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh có cùng quan điểm với cơ quan cảnh sát điều tra về hành vi của ông Huỳnh Uy Dũng. Tháng 3 năm 2021, bà Nguyễn Phương Hằng đã tổ chức nhiều buổi livestream phát ngôn trực tiếp về bí mật đời tư cá nhân và những nội dung gây ảnh hưởng uy tín danh dự của 10 cá nhân, gồm ông Võ Nguyễn Hoài Linh, nghệ sĩ Hoài Linh, bà Nguyễn Thị Mỹ Oanh, ca sĩ Vi Oanh, bà Đặng Thị Hàn Ni, cựu luật sư Hàn Ni, ông Huỳnh Minh Hưng, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, bà Trần Thị Thủy Tiên, ca sĩ Thủy Tiên, cùng chồng là Lê Công Vinh, ông Nguyễn Đức Hiển, phó tổng biên tập báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh, bà Đinh Thị Lan, bà Lê Thị Giàu và bà Trương Việt Hà. Nhóm bị can gồm Nguyễn Thị Mai Nhi, trợ lý của bà Nguyễn Phương Hằng, Lê Thị Thu Hà, nhân viên Công ty Cổ phần Đại Nam, Huỳnh Công Tân, trưởng phòng truyền thông Công ty Cổ phần Đại Nam. Dù không có mâu thuẫn với những cá nhân trên, nhưng do là nhân viên hưởng lương của bà Nguyễn Phương Hằng nên liên tục có hành vi giúp sức tích cực cho bị can Hằng. Để tăng độ tin cậy cho những phát ngôn của mình, bà Nguyễn Phương Hằng mời ông Đặng Anh Quân, tiến sĩ luật, giảng viên đại học tham gia buổi livestream của mình. Khi bà Hằng phát ngôn xúc phạm người khác thì ông Đặng Anh Quân tương tác, phát ngôn về nội dung liên quan. Bị can Đặng Anh Quân đã góp phần cổ vũ về tinh thần, tiếp thêm ý chí cho bà Hằng thực hiện hành vi phạm tội.